Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là quay video màn hình và quay khoảnh khắc có logo và có camera luôn nhé. Đầu tiên này các bạn vào cài đặt này. Quay tự do và khoảnh khắc xuất thần này. Thì nó có 3 chế độ đây. Đấy. Mở khóa quay quay khoảnh khắc hoặc là quay tự do, nhưng mà quay tự do thì mình sẽ phải tự ấn quay chất lượng HD đây. Đấy. Và sau đây thì mình sẽ ví dụ với các bạn một ván đấu với máy để các bạn cùng xem luôn nhé. Đây, những cái gì mà hiển thị trên màn hình thì khi mình quay video thì nó sẽ hiển thị hết lên nhé. Vào đấu solo đi cho nhanh. Rồi. Đấu một con bất kỳ nhá. Xem nào. Rena đi. Đấy. Những cái gì mà hiển thị trên màn hình thì tí nữa là nó sẽ vào quay khoảnh khắc luôn. Rồi, ok. Để mình cho cái logo lên trên này. Rồi. Bạn cùng xem mình đấu với máy một ván này mà. Cho camera xuống đây để mình cùng nhìn. Đấy, tí nó sẽ vào highlight luôn nhé. Thế nào, đang rất mạnh này. Nào đâu, anh đang quay clip hướng dẫn mọi người cách quay video màn hình. Cười đặng đi, em cười chế đặng đi. Đúng không? Cười chế đặng. Ê giời ơi, đừng có ị nhé. Không có ị đâu. Đợi nhé, phim về rồi ị. Thấy chưa? Mở ra. Nắm vào. Mở ra. Nắm vào. Mở ra. Rồi, kết thúc ván luôn nhé các bạn. Cho nhanh nhé. Xong. Rồi, và sau đây các bạn sẽ xem khoảnh khắc của mình nhá.
Bây giờ là mình sẽ x camera và thôi cứ để camera ở đây. Bây giờ mình sẽ nằm đây chơi với chú đã. Rồi. Đấy. Tiếp tục. Tiếp tục và khởi tạo khoảnh khắc xuất thần. Đây khoảnh khắc xuất thần sẽ là 29 giây. Chúng ta cùng xem này. Đấy. Đấy, khoảnh khắc xuất thần đây. Bên này mình sẽ để riêng. Thế là khoảnh khắc xuất thần đã có cả camera. Đây, camera đây. Đấy. Logo đây. Là mặt đây. Xong. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào. Xin chào.